Rất là hoan hỷ, chào mừng quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, phúc lộc đề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý ông bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bảo Lộc tiên tri tiết lộ sự thật động trời về tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, gặp đại hạn nhưng đắc tài phú quý, giàu như vũ bão trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Hoan hỷ chào đón quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới mạnh khỏe, giàu sang, hạnh phúc. Thưa quý anh chị tuổi Quý Sửu thân mến, người tuổi Châu hay được gọi là tuổi Sửu là một trong những con giáp chăm chỉ trong chuỗi 12 con giáp. Họ có tính cách siêng năng, cần cù, mạnh mẽ, quyết đoán, luôn nỗ lực hết mình trong cuộc sống. Xem tử vi năm Giáp Thìn 2024. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 bước vào năm phá thái tuế sẽ phải đối mặt trực tiếp với nhiều hung tinh và rất nhiều những khó khăn, thử thách. Bởi vậy mới có câu nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào, chẳng những mưu sự bấp bênh, nay đây mai đó, công việc gặp bất chắc, tiền bạc hao tổn theo nhiều cách, thậm chí sức khỏe, gia đạo cũng sa sút, ốm đau liên miên, tiểu nhân hãm hại. Tuy nhiên, quý vị cũng đừng quá lo lắng. Bởi trong lời tiên tri mới nhất, thầy tử vi số 1 Phương Đông chỉ ra rằng, trong năm 2024 này, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, để nắm bắt trọn vẹn vận may cực đỏ của mình, tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài, cầu lộc đắc lộc, khởi sự đều thuận lợi đúng như mong muốn, thì con giáp này cần phải biết được ba bí mật động trời, giúp quý sử đổi đời ngay trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Vậy, ba bí mật đó là gì? Vận trình của quý sử trong hai tháng sắp tới sẽ ra sao? Bản mệnh sẽ nhận được những cơ may gì? Thì xin mời quý vị hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết ngay sau đây. Tiết lộ ba sự thật động trời về tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, đại hạn nhưng đắc tài phú quý, giàu như vũ bão trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Đầu tiên là sơ lược cuộc đời tuổi Quý Sửu 1973. Trời sinh tuổi Quý Sửu là những người hiền lành, nhân hậu, không màng chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người tuổi Quý Sửu vốn lấy lao động là niềm đam mê, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn, sung túc. Người tuổi Quý Sửu rất cần cù, chăm chỉ, họ thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được nhiều thử thách. Tuổi Quý Sửu thường nói đi đôi với làm, một khi xác định mục tiêu là kiên trì theo đuổi tới cùng. Trong công việc, họ khá kiên định với ý kiến của mình, có tố chất làm lãnh đạo, nhưng thường phải có thêm tác động của người khác, chứ họ không phải là người sôi nổi, mạnh mẽ. Bản thân Quý Sửu là những người không thích đi đường tắt, họ cũng có lòng tự trọng cao, thích làm việc một cách đàng hoàng, không lợi dụng thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Ưu điểm trong công việc của họ là tính kỷ luật cao, mang đến sự nề nếp cho đội nhóm. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu chết người của họ. Đôi khi cứng nhắc quá lại hỏng việc như chơi. Tuổi Quý Sửu không ngại đối mặt với vất vả. Ngược lại, họ lại càng muốn thử thách trông gay hơn. Để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn, trong cuộc sống con giáp nào không chịu khổ được thì không biết. Nhưng tuổi Quý Sửu thì sẵn sàng xông pha. Họ tâm niệm rằng, người nào có nhiều kinh nghiệm sống thì người đó dễ dàng càng thành công. Tuổi Quý Sửu cũng là những người sống chân thành, không mưu lệ. Họ chỉ biết rằng cứ sống tốt và chăm chỉ thì ắt hẳn sẽ được đền đáp xứng đáng.
người tuổi Quý Sửu cũng có những nguyên tắc và thói quen rất đặc biệt. Họ luôn mong muốn có cuộc sống ổn định và an toàn. Họ hy vọng mọi người xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc và lắng nghe sự phân công của mình. Tình yêu gia đình sâu sắc, nhưng những kỳ vọng quá cao đối với người thân của họ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Lòng quả cảm của họ cũng rất lớn. Người tuổi Quý Sửu có tài lãnh đạo, biết nhìn xa trông rộng, ít khi bị cám dỗ. Họ là người có đầu óc thực tế, không mơ mộng, sống chân thật và luôn khiêm tốn. Khả năng thuyết phục của người tuổi Quý Sửu cũng rất đáng nể. Trong sự nghiệp họ thường được cất nhắc lên cao bởi sự điềm tĩnh nhưng kiên cường, chu đáo, sự dứt khoát trong quyết định cũng như khả năng chịu áp lực, giúp cho ngày càng phát huy được sở trường của mình. Bản mệnh cũng rất giỏi giao tiếp, nắm bắt được suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử khéo léo vô cùng. Tuổi Quý Sửu hiểu biết sâu rộng, thấu hiểu sự đời, không lo chuyện bao đồng, cũng không vướng phải những rắc rối không đâu. Họ có đường tài lộc khá tốt, tiền vận tài khí chưa tụ, nhưng tới trung vận thì vận khí dần tốt lên, có cơ hội phát triển, hậu vận tốt đẹp, gia nghiệp đã thành. Họ thông minh, có học thức, có tài năng về kỹ thuật và nghệ thuật, thích hợp làm học giả, giáo viên, bác sĩ. Người này không dựa vào gia đình mà tay trắng lập nghiệp, vợ chồng có thể bạc đầu dài lão. Còn cái thông minh tài giỏi, đặc biệt tuổi Quý Sửu mang mệnh cách là tang đố mộc, nên từ trong tâm họ đã sáng, hiền hòa và thiện lương, tính cách rộng rãi, mềm dẻo, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa là đặc trưng của người mệnh này. Với họ, chữ nhân là cái gốc để tu thân và lập nghiệp, nguyên tắc phương châm sống này trở thành bất di bất dịch, xây dựng nên người mệnh tang đố mộc có nhân cách tốt đẹp và cao quý vô cùng, cũng vì vậy mà họ nhận được sự ủng hộ và niềm tin của nhiều người. Tuy nhiên, nhược điểm của mệnh này là dễ bị thị phi, dễ dính vào tranh luận, cãi vã, dễ bị hiểu lầm và mang tiếng xấu. Bù lại, hầu hết người mệnh tang đố mộc rất có tài, đặc biệt có khả năng làm những việc liên quan đến công tác xã hội, chính trị. Nếu có mệnh lớn làm nên đại sự thì đất nước được nhờ. Sinh vào mùa xuân, mùa hạ thì không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Sinh vào mùa thu, mùa đông thì phúc thọ mãn đường. Sinh vào ban ngày thì được lộc, sinh ban đêm thì hưởng an lạc. Đường tình duyên của người tuổi Sửu so với các con giáp khác khó khăn hơn chút, do sự cứng nhắc và quá trọng tình, họ rất chung thủy, nhưng lại thường phạm phải sai lầm trong việc chọn bạn đời, bỏ lỡ những cơ duyên tốt với người đáng để nên duyên, đôi khi sự nhút nhát khiến họ không dám ngỏ lời, đến khi có tuổi thì duyên lại không tới. Bởi vậy, hôn nhân gia đình của người tuổi Sửu thường đến cuối mới có sự an nhiên. Hầu hết dù nam hay nữ tuổi Sửu đều là người ôn nhu, tình cảm và cẩn trọng, luôn giữ gìn nề nếp gia phong, thậm chí là bảo thủ. Bởi vậy nếu làm việc kết hôn với những người hợp tuổi, sẽ giúp tuổi Sửu thăng hoa hơn, hạn chế các tính xấu để cuộc sống viên mãn hơn. Bước sang năm 2024, tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, cụ thể là tang đố mộc, gỗ cây dâu, tương sinh với năm giáp Thìn Phú đăng hỏa, lửa đèn nhỏ. Xét về thiên can quý gặp giáp bình hòa, ít gặp được yếu tố thiên thời, địa chi Sửu gặp thìn lâm cục phá thái tuế, công việc làm ăn khó khăn, có điểm tiểu nhân ngáng trở. Tuy nhiên trong năm này có quý nhân cùng thái dương cát tinh cao chiếu, nên vận trình trong năm vẫn khá tốt. Bên cạnh những khó khăn phải tự mình giải quyết, thì Quý Sửu cũng có nhiều cơ hội để đạt được thành tích trong sự nghiệp. Đặc biệt tài chính của Quý Sửu trong một số tháng năm 2024 cũng rất vượng và có dấu hiệu tăng dần theo tháng, nên hãy tiết kiệm cho mình khi cần thiết. Ngoài ra, bản mệnh nên tìm cách mới để liên tục tạo ra thu nhập và có một dòng tài chính ổn định. Năm 2024 người tuổi Quý Sửu sẽ đạt được sự tự do và dồi dào về tài chính, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm và tin tưởng vào bản thân. Đây sẽ là năm tốt nhất để tuổi Quý Sửu đầu tư vào các dự án kinh doanh mới. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc quản lý tài chính của mình, bạn có thể tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm mà bạn tin tưởng, và cơ may lại bất chợt mang tới cửa nhà Quý Sửu sinh năm 1973, đúng 2 tháng tới này, đó là tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Vì sự chịu khó của mình mà bạn được quý nhân phù trợ, thần tài mở kho ban lộc. Dù bạn có đang bế tắc hay đang trong cảnh nợ nần ngập đầu, thì 2 tháng tới đây tất cả các phương diện đều sẽ bùng nổ bất ngờ. Khi lộc trời đổ ập ngay đầu bạn, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà chất đầy két, đổi vật bất ngờ, giàu nhanh chóng mặt. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi Quý Sửu trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi 12 con giáp theo lịch âm nhận thấy, trong 2 tháng 4 và 5 âm lịch,
được coi là khoảng thời gian hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với người tuổi Quý Sửu. Dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Được tam hợp thái tuế che chở, tử vi 2 tháng tới tuổi Quý Sửu dự báo, con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn, nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Quý Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, người tuổi Quý Sửu được tam hợp thái tuế phù trợ trong tháng Kỷ Tỵ, nên vận trình công việc sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, vận quý nhân của bản mệnh trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển. Môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Tuổi Quý Sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán, nên làm việc dứt khoát, dễ thành công hơn người. Có điều, dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá, kẻo dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tháng này Quý Sửu không có nguyệt lệnh ủng hộ, lâm cung suy cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành xử thận trọng, cẩn tắc vô áy náy. Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần lên kế hoạch công việc càng rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng, vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Xét phương diện tài lộc, bước sang tháng Kỷ Tỵ, phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, thứ tài có phần nhỉnh hơn, tuy nhiên nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng, tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì, thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này nguyệt lệnh lâm cung suy, thêm cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần, chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém, vật giá leo thang, nhiều chi phí tăng cao khiến bạn dù kiếm được tiền đấy, nhưng chi dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều, bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng, để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có.
xét phương diện tình duyên. Tháng 4 năm 2024 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Quý Sửu có nhiều biến động nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi này đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước, đôi bên đã chịu dành thời gian sẻ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau, đôi khi cũng vì áp lực từ công việc, cuộc sống, lại thêm ngũ quỷ xuất hiện, mang theo sự bí bách, khiến hai bạn dễ nảy sinh cãi vã, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẻ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Xét phương diện sức khỏe. Tin mừng là sức khỏe của tuổi Quý Sửu không gặp phải trở ngại nào lớn, một phần vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường, thời tiết. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề như trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý trong tháng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng, lái xe cẩn thận kẻo gặp sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Thứ hai là tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, cục diện tương hại sẽ khiến cho con đường sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu trở nên lắm chông gai, nhiều vướng mắc hơn trước. Những kế hoạch, mục tiêu bạn đặt ra trong thời điểm này khó có thể hoàn thành trong một sớm, một chiều, thậm chí còn bị trì hoãn do bạn phải dành thời gian để giải quyết những rắc rối xảy ra bất chợt. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân luôn bình tĩnh, kiên nhẫn, chớ nên nổi nóng kẻo mọi việc lại càng trở nên khó khắc phục hơn. Khi nghe thấy những lời khích bác, xúi giục của kẻ xấu, bạn cần phải giữ được lý trí của mình, nếu không rất dễ rơi vào bẫy, bị kẻ khác đổ oan hoặc cướp mất công lao. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, Nguyệt lệnh lâm dưỡng cũng khuyên bạn nên phát huy tinh thần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận của mình, đặc biệt là khi tiếp xúc với những nội dung công việc mới, bạn chớ hoang mang, lo lắng, bởi chỉ cần bình tĩnh là dần dần bạn sẽ làm quen được và tìm ra hướng tiến hành công việc phù hợp với mình. Với người có chức có quyền, do tác động của thiên hình hung tinh, bạn dễ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, nóng nảy, dẫn đến hành sự bất cẩn, đưa ra quyết định sai trái gây ảnh hưởng đến tập thể. Bản mệnh cần nhắc nhở bản thân thay đổi ngay nếu thấy mình có xu hướng hành xử như vậy. Về tài lộc, theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Quý Sửu âm lịch chỉ ra rằng, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng đầy rẫy những khó khăn. Dường như hy vọng kiếm được tiền lãi lời là hy vọng khá xa vời đối với bản mệnh trong thời điểm này. Do có cục diện tương hại tác động, bạn phải giải quyết nhiều rắc rối bất chợt phát sinh, thậm chí phải tốn kém tiền bạc mới có thể êm xuôi. Con giáp này cần kiên nhẫn trước khi đưa ra những quyết định, đừng nổi nóng kẻo khiến mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc. Người làm đầu tư, kinh doanh chớ nên hành sự bất cẩn, nóng nảy, khinh suất kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến tiền bạc tiêu hao là chuyện nhỏ, dính líu vào pháp luật mới là chuyện lớn. Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên con giáp này cần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận làm ăn. Tháng này, dù có thể bạn chưa thu được một khoản tiền lý tưởng, song công sức của bạn vẫn sẽ được ghi nhận. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mang lại khoản tiền thưởng, tiền lương tăng trong thời gian tới. Phương diện chi tiêu cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý trong thời điểm này. Khi tiền chảy về túi eo hẹp, bạn cũng chớ nên mua sắm quá nhiều cho bản thân hoặc những người thân yêu. Hãy chỉ dành tiền cho những món đồ thực sự cần thiết và phù hợp với mình. Khi nghe người khác rủ rê, lôi kéo đầu tư, mua sắm, bạn cũng cần hết sức lý trí, giữ vững quan điểm, lập trường của mình, chớ ham những khoản tiền hứa hẹn sẽ từ trên trời rơi xuống. Về tình duyên, dù nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Quý Sửu vướng phải đủ loại khó khăn, thì may mắn tình duyên lại là một điểm sáng đáng kể. Bất kể bạn còn độc thân hay đã tìm được người mình yêu mến, với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp bạn có thêm động lực cố gắng trong cuộc sống. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm cả vợ chồng, tạo thêm cho nhau những kỷ niệm khó quên. Với những người còn độc thân, bản mệnh có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, song mọi chuyện có đi đến đâu hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn hoặc cách hành động của bạn. Hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người xung quanh,
rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình nhanh chóng thôi. Bạn nên giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực trong chuyện tình yêu, bởi người yêu sẽ là người sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với bạn, cùng bạn đối diện với khó khăn và vượt lên trên nghịch cảnh. Về sức khỏe, căn cứ tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Quý Sửu âm lịch nhận thấy, dù cuộc sống trôi đi không mấy suôn sẻ, nhưng may mắn là người tuổi Quý Sửu vẫn giữ được trạng thái sức khỏe, thể chất khá tốt. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chịu khó luyện tập thể dục thể thao và chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Bạn sẽ có đủ sức khỏe để đối diện với mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, hãy tự cổ vũ bản thân để có thể suy nghĩ tích cực hơn, chớ than thân trách phận khiến tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi. Bạn cũng có thể tìm được sự an ủi tâm hồn khi ở bên cạnh những người thân yêu, vì thế đừng ngại tâm sự với người nhà nhé. Vâng, thưa quý vị, sống ở đời đừng vì quá đam mê lạc thú trần gian mà quên đi bản thân mình. Lũ rùa kia không nghe lời dạy của mẹ, cả đàn cho rằng mình đủ thông minh, nhanh nhẹn nên đã tự làm hại mình mà không hay biết. Riêng chú rùa cả luôn nhớ lời mẹ dạy và lúc nào cũng cảnh giác cao độ, nên đã thoát khỏi lưới tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Chúng ta cũng vậy, nhiều người tự cho mình có đủ khả năng kiểm soát cuộc sống của mình, bất chấp cả lời khuyên của người đi trước, đến khi mang họa vào thân mới thấy lời dạy cổ nhân thật là chí lý, hối hận thì cũng đã muộn màng. Có thể thấy từ bao đời nay, người xưa đã tự rút ra không ít kinh nghiệm xương máu từ những vấp ngã của bản thân và từng khuyên nhủ con cháu, nhưng không phải ai cũng tin và nghe theo. Thông thường các bậc cổ nhân là những người đi trước lớn tuổi, đã có nhiều thời gian va vấp trong cuộc sống, từng có nhiều trải nghiệm khác nhau và đã thấm thía cuộc đời nhiều nỗi đắng cay. Do đó, họ thường lấy kinh nghiệm thực tiễn để hướng dẫn cho người sau có được những kinh nghiệm quý báu, để hạn chế sai lầm như họ đã từng trải. Có thể thấy, dù thời thế có thể đổi thay, nhưng những lời dạy ấy vẫn không bao giờ bị mai một, cho dù giới trẻ có cho rằng bây giờ cuộc sống thay đổi, mọi thứ đã khác. Đúng là ngày nay trên đà tiến bộ của văn minh, khoa học, vật chất đã góp phần giúp cho con người cải thiện đời sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thế nhưng bên cạnh đó, cũng tồn tại song song nhiều tệ nạn xã hội do nhu cầu hưởng thụ quá mức, dẫn đến tình trạng cướp bóc, giết hại lẫn nhau, bất chấp luân thường đạo lý làm người. Người sau do tiếp thu nền văn minh vật chất hiện đại nên đa phần tiến bộ hơn người xưa, nhưng họ lại quên đi những giá trị cốt lõi trong những lời dạy của cổ nhân. Họ sanh ra ỷ tài cậy sức, cho rằng mình đã văn minh hơn xưa, tự cho mình là thầy thiên hạ, chẳng chịu nghe lời khuyên nhủ, thiếu kinh nghiệm tu tập, cho rằng mình thông minh lanh lợi, sinh tâm cống cao ngã mạn, càng xa rời giá trị đạo đức. Do tự cho mình học cao hiểu rộng, họ quên một sự thật là kinh nghiệm được truyền dạy là đáng giá và cho rằng người trẻ bây giờ giỏi hơn người xưa rất nhiều. Họ thường hay bảo thủ, không lắng nghe ý kiến người khác, chỉ biết làm theo ý mình một cách mù quáng, nói và làm trái ngược nhau. Do sự phát triển quá nhanh chóng, con người cứ mải mê chạy theo nhu cầu vật chất hoặc danh vọng, nên coi thường lời dạy của người đi trước. Nhưng chỉ có người trí khi nghe lời dạy thánh nhân, biết được tai họa đam mê hưởng thụ quá đáng, nên tránh được những sai lầm đáng tiếc. Còn hầu hết vì quá mê muội và tự mãn trong sự hiểu biết của mình, quên rằng sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của sự hiểu biết, nên mới bị mang họa vào thân, có sám hối ăn năn cũng không làm sao kịp. Chúng ta thường quên mất một điều, bậc thánh nhân, người hiền đức, các ngài đã từng trải qua bao gian nan, trắc trở, nhờ đó mà có kinh nghiệm sống chừng mực và sâu sắc, thậm chí có những điều ta chưa biết nhưng các ngài đã biết rồi, bằng kinh nghiệm của chính mình để chỉ cho chúng ta biết được điều hay lẽ phải, tránh được tai nạn trong đời. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.